Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Oh,
Yeah.
phần kinh con mới đọc mà rồi nguyện xin phước đức dũng bồi dũng sanh cho người thức tình tu hành bên mê phúc chúc biến thành áo sen ly kinh sáng suốt như đèn rồi vào tâm trí Phật đạo. Nam mô